Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã dùng những đường hầm bí mật để kiểm tra hạt nhân, và điều này đã không qua mắt được máy quét vệ tinh. Ở Triều Tiên có nhiều đường hầm bí mật, và trong nhiều năm qua, hình ảnh vệ tinh đã theo dõi được những chuyển động xung quanh những đường hầm này. Những đường hầm này được tạo ra để mà đối phó với những tình huống chiến tranh Triều Tiên và cũng được sử dụng trong thử nghiệm hạt nhân. Đây là tất cả những gì chúng ta biết về lý do tại sao các đường hầm nằm ở đó, những gì họ đã từng sử dụng và làm thế nào để họ gắn liền với tham vọng của Triều Tiên đối với chiến tranh hạt nhân. Đường hầm ngầm đầu tiên được phát hiện vào năm 1974 khi quân đội Hàn Quốc nhận thấy hơi nước bốc lên từ mặt đất. Chỉ vài tháng sau, một đường hầm thứ hai được phát hiện. 4 năm sau, họ tìm ra đường hầm thứ ba nhờ tin báo của một người Triều Tiên bỏ trốn. Đường hầm này dài là 1.635 mét, nằm sâu 73 mét dưới mặt đất và mất 6 năm xây dựng. Ngày nay nó bị chặn đứng bởi 3 bức tường bê tông. Một đường hầm khác bị phát hiện nằm cách Seoul chỉ 32 dặm, và người Hàn Quốc lo lắng rằng nó có nghĩa là rắc rối sẽ xảy đến. Nhiều người tin rằng các đường hầm ban đầu được tạo ra để Triều Tiên xâm chiếm Hàn Quốc. Sau một thời gian, tư tưởng về mối đe dọa đó đã chấm dứt. Tuy nhiên, vào năm 2016, news.com.au báo cáo rằng có nhiều đường hầm hơn đã được tìm thấy. Nhận thức tăng lên rằng một cuộc xâm lăng có thể là một khả năng. Một số đường hầm có khả năng di chuyển hàng chục ngàn binh lính dưới đất và vào Hàn Quốc. Một tướng Hàn Quốc về hưu nói rằng có tới 84 đường hầm nằm dưới lòng đất. Chính phủ Hàn Quốc tin rằng có ít nhất là 16 đường hầm dẫn qua các ngọn núi của Triều Tiên và vào khu vực phi quân sự. Các mạng lưới đường hầm qua Triều Tiên cũng là cơ sở để thử nghiệm hạt nhân. Gần đây, một quả bom Hiro được thử nghiệm ở một trong những đường hầm bên dưới một ngọn núi của Triều Tiên. News.com.au báo cáo rằng một số đường hầm đã đủ lớn để mà vận chuyển tới 30.000 quân mỗi giờ. Thêm vào đó, họ có dây điện và thậm chí có thể phù hợp với xe tăng. Một trong những đường hầm cũng được trang bị một chiếc xe lửa. Đường hầm được gia cố bằng các tấm bê tông. Các đường hầm có chức năng cao có thể giúp Triều Tiên làm chủ trong một kế hoạch tác chiến. Các công tố viên chống mafia ở Ý cho hay vừa phá vỡ một đường dây băng đảng Trung Quốc sử dụng tiền có được từ những hoạt động phi pháp để xâm nhập vào ngành vận chuyển không chỉ ở Ý mà cũng tại các nơi khác ở Âu Châu. Công tố viên chống mafia hàng đầu ở Ý, Federico Cafferro Terra, hôm thứ Năm cho hay tại thành phố Florence rằng là nhóm này sử dụng các phương cách của thành phần mafia gồm cả đe dọa và hành vi bạo lực. Có hơn 50 người bị điều tra, phần lớn tại thành phố Rado ở vùng Tuscan, vốn là một khu vực tập trung đông đảo doanh nghiệp Trung Quốc tại Ý. Trát bắt giam đã được tòa đưa ra nhắm vào 33 người theo nguồn tin từ cơ quan công lực của Ý. Công tố viện nói rằng đường dây tội phạm này dùng tiền mặt có được do buôn bán ma túy, bài bạc và mại dâm để tiến vào lĩnh vực vận chuyển hàng hóa, kiểm soát việc di chuyển hàng từ Trung Quốc đến nhiều nơi ở Âu Châu. Nguồn tin này cho biết là đa số người trong đường dây này đến từ hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến ở Trung Quốc. Một cô gái vừa bị truy tố về tội dùng một bé trai 6 tuổi để lấy cắp món đồ để trước hiên một căn nhà ở Florida. Phát ngôn viên cơ quan cảnh sát quận Volusia County, ông Andrew Gant, cho tờ báo địa phương Daytona Beach News Journal cho hay là các hình ảnh do máy thu hình an ninh ghi lại cho thấy đứa bé 6 tuổi này bước ra khỏi chiếc xe, chạy đến cửa trước của căn nhà rồi lấy mang đi gói đồ vào trưa ngày thứ hai. Ngày 15 tháng Giêng năm 2018, chủ nhà cho các điều tra viên hay rằng gói đồ kia chứa một cục pin trị giá 30 đồng dùng cho máy mở cửa nhà để xe. Santana Lindsay, 20 tuổi, đã bị bắt vào hôm thứ Tư. Cô bị truy tố tội trộm.
góp phần làm hư hỏng trẻ nhỏ và không chăm sóc trẻ nhỏ. Hồ sơ nhà tù cho thấy cô Lindsay đang bị giam với số tiền thế chân tại ngoại hậu tra ấn định, đó là 5.500 Mỹ Kim. Hồ sơ truy tố không cho biết mối quan hệ giữa cô ta và bé trai 6 tuổi kia là gì. Việc đánh cắp các món hàng gửi đến nhà qua các công ty vận chuyển như là UPS và FedEx đang xảy ra ngày càng nhiều ở Mỹ. Tôi làm giàu ở Mỹ như thế nào? Tôi đã sinh ra trong một gia đình có bố là luật sư, mẹ là bác sĩ. Do may mắn, gia đình tôi mua được bất động sản trước khi giá nhà đất bùng lên. Trước khi sang Mỹ, tôi từng học tại một trường đại học nổi tiếng. Do có chút nhan sắc và tham gia một số hoạt động văn hóa trong trường, nên tôi quen biết rất nhiều người nổi tiếng và giới thượng lưu. Cuộc sống của tôi lúc đó khá sung sướng. Tôi ngồi uống cà phê hàng ngày ở các khách sạn hay nhà hàng nổi tiếng. Đến năm 2000, cha mẹ bán nhà cố gắng cho tôi đi học thạc sĩ ở Mỹ. Sang tới đây, buổi sáng tôi đi học, buổi tối tôi đi làm thêm. Bất cứ việc gì tôi cũng làm, từ chăm sóc người già, lau nhà, rửa bát ở quán ăn. Tôi không ngại, không xấu hổ, miễn là có tiền giúp đỡ phần nào cho gia đình. Mặc dù là bố mẹ tôi cũng có thể nuôi tôi ăn học đàng hoàng. Nhiều lúc tôi tủi thân vì trình độ văn hóa cao mà bị chủ nhà hàng chửi mắng, nhưng tôi cam chịu vì còn hơn là không có việc làm. Tôi vừa học vừa làm, ra khỏi nhà từ 6 giờ sáng tới 10 giờ đêm mới về đến nhà. Một tuần 7 ngày như vậy mà tôi lại là con gái, chắc ít người có thể lao động cật lực như tôi. Nhưng chưa bao giờ tôi hối hận vì đã từ bỏ cuộc sống xa hoa ở Việt Nam để đi tìm giấc mơ Mỹ. Tôi nghĩ làm việc chăm chỉ rồi có một ngày tôi sẽ thành công. Tôi tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ, có việc làm tại một ngân hàng Mỹ, rồi lấy chồng Mỹ cũng là thạc sĩ. Sau 10 năm ở đây, tôi có một cô con gái xinh xắn và sắp đón chào bé gái thứ hai. Vợ chồng tôi thu nhập hơn 250.000 USD một năm, mới hơn 30 tuổi. Nhưng hai vợ chồng tôi đã làm chủ 3 căn nhà và 13 căn hộ tập thể. Tất nhiên, 50% là do vay ngân hàng. Lúc lấy nhau chúng tôi chẳng có tài sản gì, chỉ do chăm chỉ làm việc mà có thành quả hôm nay. Hai vợ chồng tôi đều đi làm 60 giờ một tuần, về nhà còn phải chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Ai cũng nói sao không về Việt Nam sống sung sướng, có người giúp việc. Nhưng tôi thiết nghĩ, ở đâu có tiền, có việc làm là nơi đấy mang lại hạnh phúc. Tất nhiên, quê hương vẫn là quê hương, nơi có cha mẹ, anh chị em, họ hàng. Nhưng tôi không còn quen cuộc sống ở Việt Nam nữa. Tôi về Việt Nam chơi, thấy người Việt Nam mua sắm còn tốn kém hơn ở Mỹ. Có những người bạn hai vợ chồng đi làm 8 giờ mà vẫn thuê người giúp việc, còn than thở vất vả. Thiết nghĩ, nước Mỹ giáo dục tôi làm việc chăm chỉ hơn. Vợ chồng tôi đi làm còn kinh doanh mà vẫn chăm sóc con nhỏ. Dù chúng tôi không ai giúp đỡ nhưng thấy lúc nào cũng vui vẻ. Tuy có bận rộn nhưng vẫn còn thời gian rảnh để đi chơi, đi du lịch hay ăn nhà hàng. Nhìn người Việt Nam bỏ ra vài trăm USD mua điện thoại di động, tôi cũng thấy ngạc nhiên. Tôi ở Mỹ dù gọi là có thu nhập cao, nhưng bao giờ tôi cũng dùng điện thoại miễn phí. Ở Mỹ hay ở Việt Nam, mỗi nơi đều có một cái sướng hay khổ khác nhau. Ở Mỹ, những người Việt Nam như tôi cảm thấy trống trải, cô đơn, nhưng nhiều cơ hội làm giàu. Còn ở Việt Nam, ăn uống, sung sướng, tinh thần thoải mái, nhưng không phải ai cũng có cơ hội mua nhà, mua xe nếu không có gia đình hỗ trợ. Rất nhiều các bạn tôi ở Việt Nam làm 20 triệu đồng một tháng nhưng vẫn không có khả năng mua nhà, chung cư nếu không có bố mẹ cho tiền. Đấy là hai sự khác biệt giữa Mỹ và Việt Nam căn bản ban đầu. Con đường thành triệu phú ở Mỹ của cô gái gốc Việt 28 tuổi. Thông minh, xinh xắn và làm chủ công ty đạt doanh thu hơn 100 triệu USD trên một năm.
Thành công của một cô gái gốc Việt không chỉ dựa vào những video chia sẻ bí quyết trang điểm. Michelle Phan cùng bố mẹ sang Mỹ từ khi cô còn nhỏ. Ban đầu, bố của cô làm công nhân, còn mẹ làm móng tại một cửa tiệm. Khi Michelle Phan lên 6 tuổi, người bố nghiện cờ bạc đã lặng lẽ rời khỏi nhà. Gia đình Michelle Phan nhanh chóng rơi vào cảnh túng quẫn, đôi khi họ phải nhận trợ cấp tem phiếu lương thực để sống qua ngày. Khi đó, cô bắt đầu ấp ủ giấc mơ về một cuộc sống sung túc và đầy đủ vật chất cùng với mẹ. Niềm đam mê với mỹ phẩm và nghề trang điểm của Michelle Phan bắt nguồn từ cửa tiệm làm móng, nơi mẹ cô làm việc. Tôi thường đến thăm mẹ sau giờ tan học. Trong lúc chờ mẹ phục vụ khách hàng, tôi đọc hết tất cả những tạp chí về làm đẹp tại tiệm. Thế giới của ngành làm đẹp thực sự là cuốn hút tôi, Michelle tâm sự ở diễn đàn. Như bao cô gái trẻ, Michelle đã tỏ ra tò mò và háo hức với việc trang điểm, những hộp phấn son. Mẹ không muốn tôi trang điểm, bà nói là tôi cần trân trọng vẻ bề ngoài tự nhiên, nhưng tôi không thể chờ mãi được, ít nhất đến khi tôi 18 tuổi theo ý của mẹ. Cô kể lại như vậy. Do vậy, Michelle giấu mẹ và tự học trang điểm mỗi khi cô không ở nhà. Số tiền lương ít ỏi từ công việc làm thêm vừa đủ để cô mua mỹ phẩm. Khi đến 18 tuổi, cô chuẩn bị vào đại học, mẹ muốn cô học ngành y và trở thành bác sĩ. Đối với những bà mẹ châu Á, học trường y đồng nghĩa với nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Đây cũng là công việc có thu nhập cao tại Hoa Kỳ. Đó là con đường rất an toàn đối với tương lai. Trong khi đó, ngành mà tôi rất muốn học là liên quan tới nghệ thuật, con đường ổn định, có lộ trình, với tương lai sáng lạn nằm bên trái, trong khi con đường bên phải là lựa chọn mà tôi không biết nó sẽ ra sao. Có thể nhiều rủi ro, nhưng vô cùng hấp dẫn. Michelle thừa nhận như vậy. Tuy nhiên, bằng sự háo hức khám phá của tuổi trẻ, Michelle khẳng định là cô muốn sống đúng với đam mê. Tôi sẽ có những trải nghiệm riêng, do vậy tôi cất hết những tờ đăng ký vào trường y và chọn trường nghệ thuật. Cô nói như thế. Michelle không thể quên ngày mà cô thông báo với mẹ về quyết định chọn trường của mình. Mẹ tôi đã khóc khi hay tin rằng chẳng ai có thể thuyết phục con gái thay đổi quyết định. Tôi ôm mẹ và nói, rồi con sẽ ổn thôi, con sẽ tìm ra lối đi riêng. Không chỉ là để thỏa mãn đam mê mà còn tạo ra cuộc sống dư giả cho gia đình mình. Michelle đã có máy tính riêng khi còn học ở trường phổ thông. Lúc đó, mọi người sử dụng kết nối, quay số để vào Internet. Những âm thanh tít tít đối với tôi thực sự là điều kỳ diệu. Nó kết nối chúng ta với thế giới. Tôi tin rằng đây là cánh cửa tương lai để kết nối nhân loại với nhau. Ngay khoảnh khắc đó, tôi ấp ủ ước mơ xây dựng sự nghiệp thành công của bản thân từ thế giới mạng này, cô tâm sự. Michelle bắt đầu sản xuất video chia sẻ bí quyết trang điểm để đăng trên YouTube từ năm 2007. Đó, YouTube chưa mạnh và số lượng người xem rất thấp. Đa số video hồi ấy là phim ca nhạc, video ngẫu nhiên của các cá nhân, chương trình truyền hình. Tuy nhiên, khi tôi mới tiếp cận với YouTube, tôi nghĩ ngay rằng nó sẽ trở thành một TV toàn cầu mà cả hành tinh theo dõi, và tôi hoàn toàn có thể tự lập một kênh riêng, Michelle lập luận như vậy. Công cụ hỗ trợ của Michelle khi đó là laptop, webcam và những câu chuyện về làm đẹp. Khi đăng những đoạn phim, Michelle không kỳ vọng là chúng sẽ thu hút nhiều người xem. Tuy nhiên, cô bất ngờ khi rất nhiều người thích chúng. Ngoài việc đăng video, Michelle nộp đơn xin việc tại các quầy trang điểm của những thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Cô từng lọt đến phần thi kiểm tra kỹ năng cuối cùng của hãng Lancome. Tuy nhiên, họ loại Michelle vì cô không có kinh nghiệm về bán hàng. Khi đó tôi rất thất vọng vì tôi thực sự muốn làm việc trong ngành sắc đẹp. Tuy nhiên, đến năm 2009, một người đại diện của Lancome chủ động liên hệ với Michelle. Họ muốn tôi trở thành người đại diện cho thương hiệu của họ trên mạng. Đó quả là một cơ hội tốt và tôi không thể từ chối. Khi bạn rất muốn một điều gì, nhưng không thể có nó ngay lập tức. Tuy nhiên, bạn đừng nản lòng, vì những cơ hội tốt hơn sẽ đến trong tương lai, cô kể lại như vậy. Trong quá trình duy trì và hợp tác với Lancome, Michelle bắt đầu suy nghĩ rằng không thể là thành công duy nhất trong sự nghiệp đó là cộng tác với Lancome. Cô lên kế hoạch kinh doanh riêng rồi thành lập dự án
Ipsy vào năm 2012. Ipsy là dịch vụ thuê bao mà khách hàng sẽ đều đặn nhận túi chứa các mẫu sản phẩm để dùng thử mỗi tháng. Những mẫu thử phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của người đăng ký cụ thể, thành viên chỉ phải trả phí là 10 USD mỗi tháng. Đầu năm 2015, tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn Michelle Phan là một trong 30 gương mặt nổi bật của nước Mỹ dưới tuổi 30. Theo tính toán của tạp chí, Ipsy sẽ đạt doanh thu là 120 triệu USD trong năm 2015. Ngoài Ipsy, Michelle cũng tung ra dòng mỹ phẩm riêng với sự hỗ trợ của hãng mỹ phẩm nổi tiếng L'Oreal. Khi đó tôi thực hiện 4 dự án cùng một lúc, tôi ngủ rất ít và phải đánh đổi rất nhiều. Nhưng nếu bạn muốn đạt mục tiêu, bạn phải nỗ lực và hy sinh vô số thứ, Michelle nhớ lại. Nữ doanh nhân trẻ cho biết là cô hiếm khi rảnh để vui chơi cùng bạn bè. Tôi động viên bản thân rằng tôi đang làm công việc thật sự là yêu thích. Nếu bạn không yêu công việc thì đó quả là một thực tế khó khăn. Khi vấp phải trở ngại hoặc thất bại, bạn rất dễ đầu hàng và từ bỏ. Hơn nữa, vì bạn không yêu công việc nên thất bại có thể xảy ra, cô nói như vậy. Các dịch vụ mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều trong những năm gần đây, như Facebook, Instagram, đây vừa là thách thức vừa là động cơ để bạn buộc phải sáng tạo hơn nữa để xây dựng những nội dung phù hợp cho từng nhóm người dùng ứng dụng. So với 10 năm trước, đây là một thế giới khác hẳn. Nó khó khăn hơn nhưng cũng hấp dẫn hơn, Michelle nhấn mạnh. Đối với Michelle, xây dựng doanh nghiệp là chấp nhận rủi ro và thách thức. Nhưng cô cũng nghĩ rằng thách thức cũng giúp con người nảy sinh những ý tưởng và đột phá mới. Michelle viện dẫn dịch vụ Instagram đã cải tiến rất nhiều trong thời gian gần đây và chú trọng đến hướng chiều sâu nội dung. Nếu bạn là người mẫu, bạn có thể xây dựng danh mục hình ảnh tại đây. Nếu bạn là nhà làm phim, bạn có thể quảng bá thành quả một cách ấn tượng. Về phần tôi, đương nhiên tôi có thể kể những câu chuyện một cách sinh động nhất, Michelle nói. Trên Instagram, Michelle không chỉ đăng những hình ảnh tự sướng mà luôn có một câu chuyện kèm theo. Cũng khuyến khích người theo dõi phản hồi và tham gia vào câu chuyện. Tôi rất trân trọng sự tham gia của mọi người, hơn là một trang có hàng trăm nghìn lượt thích nhưng ý kiến đóng góp rất ít, hoặc là thậm chí để lại thông tin vô bổ. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.